Vâng, chào các bác xem video. Là hôm nay là em cùng với sếp Hoàng Anh, giám đốc công ty Vườn Xanh Tốt, và cùng với các anh em là ở đại lý ở khu vực Tây Nguyên là đến cái khu vực xã Thống Nhất này là tham quan cái vườn của anh Quang. Thì vườn của anh Quang là làm khí đến năm nay là bước vào năm thứ ba, thì xem là cái diễn biến là sản lượng của những cái năm khoan như thế nào, và những cái vùng da mình khoan và áp khí đến bây giờ là nó như thế nào. Vâng, xin mời các bác vào chi tiết về em ạ. Xin chào mọi người, hôm nay mình có mặt ở Bù Đăng, Bình Phước. Thì đây là anh Quang, và anh Quang đã triển khai cái phương pháp áp khí được 3 năm. Thì cuối năm ngoái á, là anh có chuyển khai cái phương pháp là cạo mị nhỏ. Tại vì cái phương pháp cạo mị nhỏ thì thứ nhất là sản lượng nó sẽ đạt hơn là cái khoan, thứ hai là nó sẽ giúp cho cái lượng khí nó đỡ tồn dư trong cây, nó dễ hơn khoan ở cái vấn đề mà gia giảm cái phần khí. Và cái thứ ba là cái phần cái thao tác nhanh hơn. Thì bây giờ anh Quang sẽ chia sẻ là cái cách thức khi mà cuối mùa hết mưa anh chuyển qua cạo mị nhỏ và cái hiệu quả nó như thế nào về sản lượng, và cũng như là về cái công cán làm về cái phương pháp cạo mị nhỏ. Thì mời anh chia sẻ. Thôi, xin chào tất cả các bạn đang xem video. Thì đến năm nay là mình đã bắt đầu bước sang năm thứ ba làm áp khí ethylene trên cây cao su. Thì sau 2 năm mình đã làm phương pháp khoan, và cuối năm 2022 thì mình áp dụng phương pháp cạo miệng nhỏ trên cây đã khoan được 2 năm. Và các bạn nhìn cái vùng da này, khi chúng ta còn một cái vùng da nhất định và cái cây chúng ta đã quen khí thì chúng ta áp dụng cái phương pháp cạo miệng nhỏ. Thì nói về phương pháp này thì cái công cán và cái nhất là cái công thì chúng ta thao tác cạo chúng ta là rút ngắn cái thời gian cạo. Và cái thời gian khai thác thì nó được, chúng ta sẽ được lâu, vì chúng ta cây chúng ta là chia làm một mặt là chúng ta làm hai khoảng, và chúng ta chừa cái đường gân này từ 2 đến 5 cm, thì chúng ta sẽ cạo cái miệng nhỏ này luân phiên theo từng tháng. Tháng đầu chúng ta lấy đây, tháng thứ hai lấy đây, tháng thứ ba lấy đây, và trong một vòng một năm thì chúng ta có chỉ mất khoảng 10%. Chúng ta cạo phương pháp này thì chúng ta đi theo cái chế độ cạo là D4, thì chúng ta sẽ được đạt cái sản lượng là rất đều. Như cái vườn chúng tôi thì 500 cây thì bình chúng tôi là đạt khoảng tạ rưỡi, và độ thì từ 37 đến 40 độ. Cái phương pháp này thì nó cái ai mà ngại vấn đề khoan thì sử dụng phương pháp này, chúng ta đã có tay nghề cạo rồi thì phương pháp này thế nó rất phù hợp với chúng ta, và cái lượng khí trong cây thì nó sẽ không bị dư và rộp. Thì cái phương pháp này cạo miệng nhỏ này sẽ nhìn chung qua cái những cái tháng tôi thử nghiệm và làm thì nó là thế rất hiệu quả, và sẽ làm đạt hiệu quả cao. Thì anh có thể cho biết giữa cái phần khoan khi mà với cái phần cạo miệng nhỏ thì cái công cán cái cạo miệng nhỏ này nó có ít hơn khoan không, và ít hơn bao nhiêu cái phần trăm? Cái công cán thì chúng ta cái vấn đề khoan để mà đảm bảo cây chúng ta phát triển tốt và lâu dài, thì cái vấn đề công cán thì cái cạo miệng nhỏ này thì chúng ta di chuyển cái kiềng là chúng ta cố định được cái phần dưới này, dưới tô này sẽ nó sẽ không tốn công nhiều công như công khoan. Thì công khoan cũng chúng ta sử dụng cái khoan thì chúng ta cũng đã một hàng tháng chúng ta di chuyển một lần, cái này chúng ta di chuyển một lần, nhưng mà trên cái trục cây như này thì chúng ta cái công cán chúng ta rút đi khoảng được 70-30% cái số lượng công của chúng ta so với phương pháp khoan. Còn so với cạo truyền thống thì cái phương pháp cạo nhỏ nó công cán như thế nào so với cạo truyền thống? Cạo truyền thống thì chúng ta đều biết, nếu mà cạo truyền thống thì cái vấn đề là cái lượng mủ nó giảm theo mặt cạo. Ví dụ mặt BO1 thì chúng ta sẽ khai thác đến được khoảng 3-4 năm chúng ta chuyển sang mặt BO2. Thì cái vấn đề là miệng cạo BO2 chúng ta, nếu chúng ta cạo theo truyền thống thì khoảng 1 đến 2 năm, năm đầu tiên thì sản lượng chúng ta sẽ rất cao, năm thứ hai thì năm thứ đến năm thứ ba thì chúng ta sản lượng chúng ta sẽ tụt, do cái quá trình là hồi phục mạch của cây, ống mủ của cây nó chưa hồi phục kịp, nên cái vấn đề là thời gian chúng ta cạo và lượng hao giảm rất nhiều, nên cái lượng mủ thì chúng ta sẽ kém. Còn cái theo tôi nghiên cứu cái vấn đề là bây giờ là chúng ta cạo miệng nhỏ này thì một năm cái bề mặt dăm chúng ta chỉ khoảng 10 phân, mất một năm.
thì cái đến khi mà chúng ta xuống tiếp giáp cái miệng, ví dụ chúng ta đang cạo miệng BO2 thì thời gian mà để mà tiếp giáp mạch mủ đến BO1 sẽ là khoảng 4 đến 5 năm, thì cái mạch mủ từ BO1 qua BO2 nó sẽ có ống mủ nó sẽ thông, thì cái lượng mủ chắc chắn, lượng mủ thì nó sẽ cả cây nó sẽ hồi phục, nên cái lượng mủ nó rất đều. Dạ, ngoài cái việc mình chừa cái đường gân ra nó giúp nó nuôi miệng cạo và nó giúp cho cái miệng cạo mình nhanh lành á, thì nó còn có đóng vai trò là nó giúp cây nó thông mủ nữa đúng không ạ? Thì anh theo anh quan sát là cái vấn đề lành miệng cạo mà khi có cái đường gân này thì nó so sánh như thế nào so với cạo truyền thống như cái mặt này? Cái sự phát triển của cây tôi quan sát và đo đạc thì cái lượng phát triển của cây và cái độ dày răm, dày da của vỏ, thì cái lượng cái khi sử dụng phương pháp áp khí cạo miệng nhỏ này thì có cái lộ liền da của nó là rất nhanh. Khi chúng ta cạo phạm hoặc là nó có sát gỗ thì nó cái độ dày răm của nó và da cây nó sẽ phát triển tốt, và cái những chỗ mà chúng ta cạo phạm các thứ nó đã liền. Đây, chúng tôi mới cạo năm ngoái rồi thi thoảng phạm mà bây giờ nó đã liền nhỉ. Và cái vấn đề quan trọng nhất là cái vấn đề sản lượng, thì anh có thể chia sẻ là cái sản lượng cây của anh hồi xưa cạo truyền thống và khi mà anh đổi qua khoan thì sản lượng như thế nào, và khi anh đổi qua cạo miệng nhỏ thì cái sản lượng như thế nào? Trên thực tế trên vườn cây của tôi thì khi mà tôi xài phương pháp áp dụng cạo truyền thống như mọi như chúng ta người dân ở đây thường làm, thì với sản lượng 500 cây của tôi thì thường thường được khoảng 90 kg. Thì còn ở cái phương pháp khoan này thì những năm đầu tôi cái lượng mà khí mình vào cũng nói chung là để nó đảm bảo sức khỏe cho cây, thì mà vào khoan thế chế độ D3 thì 500 cây nó bình quân nó khoảng tạ 1 đến tạ 2. Còn phương pháp cạo miệng nhỏ thì nó cái chúng ta bơm khí một lần chúng ta có thể là cạo trong vòng 20 đến 25 ngày. Còn trong đó chúng ta qua chu kỳ đó chúng ta bơm tiếp thì cái sản lượng nó cũng duy trì từ 81 đến 82. Nhìn chung là nó đạt hơn cái phương pháp chúng ta cạo truyền thống mà cạo miệng dài. Đấy, nó vừa cái sản lượng nó cũng đều đều mà cái lượng da chúng ta giữ được cái lượng da để mà chúng ta cạo lâu dài thì nó được còn là rất rất nhiều. Nếu mà ví dụ chúng ta áp dụng cái phương pháp cạo miệng nhỏ này, nếu mà trong vòng 1 năm chỉ hết có 10 phân, thì nếu mà chúng ta cạo truyền thống thì ít nhất là chúng ta một năm chúng ta cạo chế độ D2 hoặc D3 từ nó lượng hao răm nó từ 17 đến 25 phân, cái vấn đề đó. Thì sử dụng cái phương pháp khí là chủ yếu là mình giúp được cái da cây nó tiết kiệm. Đúng và rồi. Từ đó cái cây nó phát triển tốt hơn và nó giúp cho cái sản lượng qua những năm sau nó đạt. Thì hôm nay anh Thiết ở Sa Thầy Công Tâm là chuyên gia cạo miệng nhỏ của vườn Xanh Tốt đã triển khai phương pháp này là năm thứ năm, bắt đầu vào năm thứ năm, và anh Thiết sẽ chia sẻ về cái hiệu quả và cái quá trình anh đã làm cái phương pháp này trong những năm vừa qua và cái hiệu quả nó như thế nào. Xin mời mọi người theo dõi. Thì hôm nay là mình là Thiết ở trên Sa Thầy Con Tum là xuống đây giao lưu cùng với lại anh em đại lý cũng như là sếp của vườn Xanh Tốt. Thì ở trên đó thì mình đã chia sẻ rồi là mình đã làm được năm nay bước sang năm thứ năm của cạo miệng nhỏ. Thì cái sản lượng, cái kỹ thuật thì anh Đào cũng đã nói rồi. Còn cái về cái phần sản lượng mà năm trước với năm sau với cộng với lại cái những năm sau nữa, từ năm đầu tiên á, là cái sản lượng mủ á, nó sẽ cao dần lên theo từng năm. Năm đầu tiên, ví dụ năm đầu tiên 500 cây là mình sẽ được khoảng 1 tạ 2 đến 1 tạ 4 mủ. Thì năm thứ 3 bắt đầu là mình sẽ lên được khoảng 1 tạ 3 đến 1 tạ 6. Bắt đầu đến năm thứ 4 á, trở đi á, là sẽ nó giữ mức khoảng 1 tạ 4 đến 1 tạ 6, nó cứ đều như vậy. Nó không có xuống. Với điều kiện là mình bơm làm sao mà lúc nào lượng khí nó cũng phải giảm xuống á. Lúc nào mình cũng phải giảm cái lượng khí xuống chứ không được tăng lên. Bởi vì khi mà lần đầu tiên mình bơm khí vào á là cây nó đã trung hòa khí rồi. Trung hòa khí rồi á thì khi đó mình bơm mà cứ cố tình bơm thì cây nó sẽ ra cố tình bơm để lấy nhiều mủ á. Thì bắt buộc là cây nó sẽ dư khí thì bắt buộc nó sẽ rộp ra. Nhưng mà cái này á là mình sẽ giảm lượng khí dần dần. Hàng năm mình sẽ giảm lượng khí xuống. Năm đầu tiên á mình bơm trung bình á là khoảng 1 kg khí cho khoảng 700 cây chẳng hạn. Thì những năm sau mình sẽ giảm dần xuống là 1 kg khí cho khoảng 800 đến 900 cây. Đến năm thứ 3 thứ 4 á là bắt đầu 1 kg khí đó sẽ giao khoảng 1000 trên 1000 cây trong vòng 1 năm. Như hiện nay trên đó đó là toàn bộ những người mà làm khí bước sang năm thứ 3 đó là hầu như là
500 cây là sẽ 2 năm dùng hết 1 kg khí thôi, chứ không có dùng nhiều khí như hồi trước. Những năm đầu tiên là chỉ có một cái 700 cây là mình dùng chỉ có 1 kg khí thôi nha. Nhưng mà từ những năm sau trở đi thì mình sẽ 2 năm mình mới hết một bình cơ. Nó sẽ giảm xuống rất là nhiều. Nên là càng ngày là cây của mình nó càng phát triển lên, cây nó càng to lên. Sau 5 năm á, sau đến năm thứ tư mình làm á, là cây mình càng ngày càng phát triển lên, cây nó độ to hơn. Và yên tâm là đến từ năm thứ ba trở đi là bao phạm luôn nha. Nhưng mà bao phạm là bao phạm từng móng này thôi, chứ không phải là bao phạm cả nguyên bàn tay là thua. Là đến cuối mùa là tự động là liền lại hết. Ví dụ cạo những cái miệng nhỏ như cái móng tay, hoặc là như cái móng tay, hoặc là 1-2 phân, là đến cuối năm hoặc là sang đầu năm sang năm là hầu như là toàn bộ nó sẽ ăn liền. Nó ăn sẽ liền ra rất là nhanh. Thì cái vấn đề mà sản lượng anh Thiết đã chia sẻ rồi, thì bây giờ anh có thể cho chia sẻ cái vấn đề về cái vấn đề tiết kiệm da cây nó như thế nào, và những cái thực tế những cái vườn trên đó, thì những vườn bắt đầu cạo đục năm nhất, cạo đục năm hai, họ triển khai cái phương pháp cạo nhỏ, thì họ đã hiện tại thì tốn tới phần da cây bao nhiêu, và có thể khai thác được cái phương tiếp tục cái phương pháp này được bao lâu nữa? Nếu như một năm á, để mà hết phần da cây mà mình cạo mà khoảng nhà nào cạo mà làm xuyên cạo là khoảng 70 đến 75 dao cạo trong vòng một năm cho một cây á, là 70 đến 75 lần lượt cạo nha, là mình tính lượt cạo á, thì nó hết khoảng 7 đến 10 phân cho một miệng cạo. Một miệng cạo dưới đây hết 7 đến 10 phân này, miệng cạo trên đây hết 7 đến 10 phân nữa. Thì lượng cạo của mình nó chỉ hết tầm độ khoảng, nếu mà như cái điện thoại đây thì nó hết tầm khoảng 2 cái điện thoại như thế này thôi, là thoải mái cho vòng một năm cạo để 70 đến 75 dao. Đó. Còn nhà nào mà cạo ít hơn thì cái diện tích nó ít hơn thôi. Ví dụ nhà nào mà có bận công việc gì đó thì mùa mưa mùa nắng thì họ người ta không làm ấy, thì người ta sẽ ít hơn, có con nhà có 7-8 phân à cho một miệng cạo thôi. Nó rất là ít nên là cái lượng cạo của mình là thoải mái thôi. Nói chung là không hết được da cho lên trên đây đâu. Mà cây bắt đầu cạo đục á, thì nốt từ phần da bắt đầu cạo đục cho đến cái phần đầm tay của mình thì sẽ làm được bao nhiêu năm? Nếu như phần cạo đục của mình là bắt đầu từ ngang cái tầm mặt mình là khoảng 1m4 đi, để cho mình cạo đục lên tới độ khoảng 1m8 đến 2m đó, thì khi đó là một năm mình hết tầm khoảng 7 đến 10 phân. Mà một cây này mình chia làm khoảng 3 vành, là một vành tròn như thế này là mình sẽ cạo được 3 năm cho hết khoảng 10 đến 12 phân, thì khi đó mình sẽ khoảng hết 8 đến 9 cái vành như thế này, cho đến khi nó cao 2m là khoảng 8 đến 9 vành. Mà mình nhân với 3, một vành mình là 3 năm mà. Là nhân với 3 năm thì nó khoảng 18 đến 20 năm là thoải mái. Không có suy nghĩ luôn. Đối với cây mà cạo đục nào từ năm đầu tiên rồi là 1m4 trở lên lên nhé. 2m. À, đến 2m. Đó, chứ còn nếu mà cái vườn nào mà đã đục cao như thế này rồi thì mình sẽ giảm bớt đi. Chứ không phải là cái vườn nào cũng được bắt đầu đục là 20 mét đâu. 20 năm đâu. Nếu mà cái thời gian khai thác mà từ cái tầm đục mà trở lên mà được 18 đến 20 năm thì nó cũng bằng luôn cái thời gian khai thác cao su từ lúc mà bắt đầu khai thác đến lúc thành lý luôn rồi. Bởi vì cái 18 đến 20 năm thì thực sự là mà chưa ai làm được á, nên là mình mới có làm 5 năm thôi. Năm thứ tư thôi, thì bây giờ là mình mới hết có 20 phân quanh tròn cộng với lại một miếng nhỏ phía trên nữa, là mình theo đúng như vậy. Năm nay thì bắt đầu là mình làm cái khúc nhỏ bên cạnh nữa, thì thấy nó mới có 5 năm mà nó hết có một chút xíu xíu à. Như anh Quang là làm trong ngành cao su cũng là rất là hâm điên rồi, thì theo cái sản lượng anh Thiết chia sẻ, thì đối với, theo anh so sánh với cái phương pháp cạo truyền thống thì nó như thế nào, nếu mà mình cứ đục dần lên cao? Như mình cũng là tham gia làm trong ngành cao su thì cũng có cái thời gian nhất định rồi. Thì nếu mà cái sản lượng này, nếu mà cái sản lượng thực tế của phương pháp cạo miệng nhỏ và phương pháp khoan áp khí ethylene thì sản lượng áp phương pháp này nó đạt hơn rất nhiều so với cái phương pháp cạo truyền thống. Thì phương pháp cạo truyền thống thì chúng ta nếu mà cạo bình thường thì cái vấn đề là mặt BO1 thì chúng ta là bắt đầu từ những năm cạo đến những năm cuối của mặt BO1 thì nó cũng sản lượng nó bình quân từ tấn 8 đến 2 tấn rưỡi là những cái vườn rất đạt. Còn với cái miệng cạo BO2 thì chúng ta thường thường là chỉ với cái giống cây U4 thì chúng ta cũng cạo khoảng được 2 năm đến 2 năm rưỡi thì là chúng ta bắt buộc là phải úp rồi. Còn nếu mà giống bóng PB260 thì chắc chắn là chúng ta chỉ cạo được 1 năm và cái sản lượng nó tụt thì chúng ta bắt buộc chúng ta là phải đến úp.
Còn cái sản lượng thực tế của anh em làm áp khí thì bình quân thì chúng ta khoảng 3 tấn. 3 tấn, 2 tấn rưỡi đến 3 tấn một héc. Thì nó duy trì như tôi làm được 2 năm đến bây giờ bước sang năm thứ 3. Và rất nhiều vườn anh có nhiều anh em là ở tại thôn 10 và trong xã Thống Nhất đã làm thì cái sản lượng nó cũng rất đạt. Và nó duy trì chứ nó không có thay đổi, nó chỉ có tăng thôi. Tăng thì nó cái số lượng tăng 10 đến 15%. Từ năm này, từ năm 2 sang năm 3. Còn cái cạo, so với cạo chúng tôi, cạo truyền thống thì nó khi mà chúng ta lên đục thì năm đầu tiên và năm thứ hai với vườn cây bắt đầu chúng ta lên đục thì nó có sản lượng cũng nó tăng vọt. Còn đến những năm tiếp theo chúng ta đục lên trên cao thì sản lượng nó đều đều, thì có sản lượng những năm đó thì cũng đều đều đến 1,5 tấn đến 2 tấn. Nhưng mà cái công chúng ta bỏ ra để mà chúng ta cạo miệng đục thì nó cũng rất nhiều công. Khi mà đến một tầm cao quá 3-4 mét thì lúc đó chúng ta thì cạo và thu hoạch thì chúng ta phụ thuộc vào thời tiết nhiều, thì lúc đó lên cao thì chúng ta làm mảng máng thì rất khó. Còn như anh Tiết anh chia sẻ thì chúng ta như ví dụ vườn cây này chúng ta qua tầm với này chúng ta cũng có thể làm được khoảng 10-15 năm rồi lên tầm này. Thì chúng ta cạo thì cái cán dao thì chúng ta chưa nối, mà khi mà chúng ta lên được tầm này thì ở dưới này chúng ta cái lớp da này chúng ta đã phục hồi rồi, và chúng ta có thể khoan và cạo miệng nhỏ tiếp tục dưới này, thì cái quá trình thanh lý của cây khi mà làm phương pháp áp khí này thì chắc chắn là sẽ lâu dài. Và chúng ta khi mà chúng ta đã có chọn được một loại giống tốt và chúng ta sử dụng với phương pháp phù hợp thì cái tuổi thọ và của cái năng suất sản lượng cây nó cho chúng ta là rất hiệu quả. Như mình có những cái khu vực mà đã làm áp khí lâu năm từ năm 2018, như khu vực là Bình Thuận, có khu vực Bắc Luộn là họ đã sử dụng phương pháp khoan cũng nhiều vườn là 5 năm rồi, thì 4 năm và cái năm cuối cùng vừa rồi á là họ chuyển qua, khi mà vườn cây đã cạo đục 1-2 năm thì nó cao rồi, hết khoan được trên cao thì họ chuyển qua họ cạo miệng nhỏ và tái sinh á. Thì năm vừa rồi mình có đi tham khảo lúc mà cuối năm thì sản lượng là khá là đạt đó, và qua năm sau thì có thể là triển khai cạo miệng nhỏ ở trên cái vùng da đã khoan thì nó sẽ mang được cái sản lượng là cao giống như là mình đục năm đầu của cây vậy. Cái này này, nếu mà mình cạo truyền thống á là ít nhất á cái da tái sinh của mình là phải được 10 đến 12 năm là bắt đầu mình mới cạo lại cái da tái sinh được. Nhưng mà nếu mà dùng phương pháp khoan này là mình chỉ cần khoảng 4 năm thôi, đến năm thứ 5 là bắt đầu mình có thể cạo lại cái da tái sinh của cái vùng khoan này được rồi. Đó. Nên là khi nào mà anh em nào muốn mà cạo lại cái vùng này á, vùng khoan á, là bắt buộc phải để lại đúng được 5 năm thì bắt đầu mới cạo lại được, thì lúc đó tuyến mủ nó mới hồi phục, nó ổn định lâu dài được. Chứ anh nào mà mới mà 1-2 năm mà đòi cạo lại luôn là trong vòng khoảng 4 năm da là nó sẽ ngưng mủ á. Bắt buộc phải để cho cái vùng da nó hồi phục lại hầu như là hoàn toàn hết. So với truyền thống thì mình 8 đến 10 năm hoặc 12 năm thì mình mới cạo được da tái sinh, nhưng mà khoan thì chỉ có 4 năm thôi là mình có thể cạo lại được cái vùng đã khoan của mình rồi. Đó là chỉ bằng 1/3 so với thời gian của để cho cây hồi phục cái lượng vỏ đó thôi. Vậy thì nếu vậy thì phương pháp áp khí hoàn toàn nó giúp cái cây mình khai thác được lâu dài. Đúng có rồi. Thể là khoan xong rồi mình có thể mình cạo miệng nhỏ trên cái vùng đã khoan và cái sản lượng vẫn đạt tốt cho mình. Thì anh em làm nhìn vô là biết thôi. Nếu mà ai mà làm cạo mủ được nhiều năm là hoặc là 1-2 năm là mình cũng biết thôi. Bởi vì cái mức tổn thương vô cái da cây khi mình cạo truyền thống là mức tổn thương của mình là 50% da cây. Đó, thì da cây nó bị tổn thương nhiều thì cây nó sẽ bị suy lực thôi. Còn mình đây, mình đã tổn thương da của mình chỉ có khoảng, nếu mà cạo miệng nhỏ thì tổn thương da của nó là chỉ được khoảng 10% của da cây thôi, chứ không được là 20% nữa. Trong khi đó 10% tổn thương cộng với nam so với 50% tổn thương thì mọi người biết là cái sức của cây như thế nào. Còn nếu mà khoan á thì cái mức tổn thương của nó lại còn rất là nhỏ hơn nữa. Mức tổn thương của nó chỉ có một xíu thôi, nhưng mà nó lại là thành một cái vùng như thế này. Đó, mức tổn thương của nó là thành vùng như thế này. Nhưng nếu mà mình cứ lấy một vùng như thế này suốt á thì nó sẽ bị tổn thương rất là nặng. Nó bắt buộc được phải di chuyển để cho tổn thương của nó lan trải ra để cho nó đỡ hơn. Có nghĩa là cái vấn đề về phương pháp khí là cái vùng tác động khí và cái lượng khí rất là quan trọng, là cái kỹ thuật chính của phương pháp này là tập trung ở chỗ đó. Nên bà con lưu ý khi sử dụng phương pháp khí là nên có một cái đội ngũ kỹ thuật mà đã làm nhiều năm và đã làm thành công trên rất là nhiều vườn để mà giúp cho bà con đạt được cái hiệu quả tốt nhất.
chứ tránh trường hợp là cứ làm đại đại thì cái kỹ thuật nó cũng không phải là đơn giản để mà đối với những người chưa biết gì hết mà làm thành công được đó, rồi rất là dễ bị cái tình trạng dư khí và nó sẽ bị dập vỏ và nó sẽ bị suy cây. Theo anh Thiết là cái thực hiện cạo mì nhỏ của anh Quang đây là anh thấy là có tốt chưa, có đạt yêu cầu chưa? Thì đầu tiên á là mình nên chia, đầu tiên mình nên chia cho hai miệng cho nó đều nhau một chút đó. Thứ nhất á là để cho cái sản lượng của nó đỡ chênh lệch nhau, chứ cái miệng này thì nó to quá thì cái sản lượng bên đây thì nó sẽ nhiều hơn. Chắc chắn là bởi vì khi mà tổn thương da nhiều hơn thì ống ngủ của da thì nó sẽ ra nhiều hơn. Nhưng mà khi mà lên trên đây thì cái mạch ngủ thì nó lại nhỏ quá. À, thì cái vùng này thì nó chắc chắn là sản lượng nó sẽ thấp hơn. À, nên là mình chia làm sao mà chia cho nó đều nhau. Và cái mức trừ gan này mình cũng không chia nhiều quá, bởi vì chừa nhiều quá thì mình sẽ bị hao cái lượng giam da của mình đi. À, mà cái lượng hồi phục của nó tất nhiên là chừa càng nhiều thì sức khỏe cây càng tốt, càng khỏe mạnh thôi, bởi vì nó càng nuôi dưỡng được cây mà. Thì độ nó còn cao hơn. Nhưng mà mình chia làm sao cho nó vừa phù hợp, vừa được tiết kiệm da nhất, vừa được kéo dài tuổi thọ cây nhất, nhưng mà sản lượng của mình lúc nào cũng nằm ở mức cao nhất và ổn định nhất. Còn thế, như thế này, miệng dốc này, dốc thế này là quá chuẩn này. Miệng dốc như thế này là chuẩn rồi, là rất là chuẩn này. Và cạo là, nói chung là anh cạo có mấy tháng thôi, nhưng mà nên là mình chưa biết là lượng phạm của anh như thế nào, nhưng mà nhìn thế này là quá đẹp rồi. Nó không có lượng phạm nhiều, anh chỉ có một hai cái đốt như thế này, đốt hàng một hai đốt như cái móng tay đây thì bây giờ nó đã liền rồi, thì cái đó là bình thường của cây. Và đừng có để là như bàn tay là được. Quan trọng nhất của cái phương pháp cạo nhỏ là phải che mưa thì tốt, đúng không? Đúng rồi, chính xác. Cạo miệng nhỏ là bắt buộc mình phải che mưa. Lúc nào sợ nhất là khi mà mình cạo trời mưa mà mưa nó sẽ dột vào. Và với cái thời gian cạo mủ á, thời gian cho mủ chảy ở cái miệng nhỏ này nó kéo dài được 8 đến 12 tiếng. Mà mình mà che mưa không tốt á, là những cái nước mưa này nó xuống. Khi mà nước mưa xuống cộng với ống mủ đang chảy á, thứ nhất là tụt độ này rồi hao hụt cái sản lượng của mình, là cái đó là điều đương nhiên. Cái thứ hai á là cái lượng mưa nó sẽ thấm vào những cái ống mủ của mình, nó làm cho cái tuyến mủ của mình bị thâm và đen, nó làm cho tuyến mủ thâm và đen thì là những loại cạo sau của nó sẽ giảm. Mà nếu mà để kéo dài như vậy á là làm cho cái cạo của mình nó bị là như kiểu bị nhiễm khuẩn á, như kiểu con người bị nhiễm trùng á, là nó sẽ bị tạo nấm tạo đồ ra, là nó sẽ hư miệng cạo của mình đi. Đó này là bắt buộc phải che mưa, đang thật càng kỹ càng tốt, hầu như là tuyệt đối không xuống. Còn cạo thì che chén thì bắt buộc mình phải che rồi, bởi vì cái đó là thu nhập chính của mình cạo ra mình phải thu mủ, mình phải giữ cái chén mủ của mình thôi, đó mình phải bắt buộc mình phải che lại. Anh Thiết có thể chia sẻ về cái vấn đề mà nếu mà mình cạo mì nhỏ cả toàn mùa thì cái vấn đề che mưa của anh á, nó có bị thất phát hay là như thế nào so với cạo truyền thống? Như năm ngoái là có dính một cơn bão số 9 á, là gió cực kỳ mạnh luôn, là đúng là năm ngoái là chỉ nghỉ đúng 2 ngày, còn mùa mưa là toàn bộ miệng cạo của mình nó khô hết. Bác áo mưa đi cạo vẫn bình thường, là đến sáng hôm sau bắt đầu là mình cạo, những trường nào ngớt mưa là mình đi chốt mủ. Nên là ở trên khu vực Tây Nguyên thì mọi người cũng biết rồi, đôi khi mưa tuần nửa tháng là chuyện bình thường, hầu như là không dứt. Nên là anh em ở trên đó mà bắt buộc phải làm thật kỹ để cho có thu nhập hàng ngày, mưa cũng bác áo mưa đi cạo được. Vậy là vẫn thu nhập được. Mình hoàn toàn là ngủ ngon nhất khi mà sau khi mình cạo xong, và đồng thời là cái sản lượng của mình vẫn hơn cái cạo truyền thống nhờ là mình khai thác cả những ngày mưa luôn. Đúng rồi, tất cả những ngày mưa. Như ở trên đó anh em cạo mủ trên đó mà làm ốc khí á, là cạo mủ là chuyện của mình. Đó, còn mưa là chuyện của trời. Mủ nhiều hay ít là do cây và khí của mình làm ra. À. Mưa nắng không quan trọng, chỉ mình có mủ mình bán. Đó là câu kiểu miệng của anh em áp khí trên Tây Nguyên muốn chia sẻ với anh em Bình Phước đó nha. Thì nhân dịp này là anh Thiết sẽ đi nhiều điểm, những đại lý của vườn xanh tốt để mà truyền đạt về cái phương pháp cạo mì nhỏ, để giúp cho bà con ở nhiều khu vực có thể tiếp cận đến phương pháp này. Nó sẽ có được nhiều lợi ích. Thứ nhất là sản lượng nó sẽ ổn định và nó sẽ tăng đều. Thứ hai là sẽ tiết kiệm vùng da cây, tránh trường hợp mình cạo đục lên. Mà khi cạo đục càng lên cao thì công cán mình càng cao và sản lượng nó cũng kém hơn là so với mình cạo mình nhỏ. Và đồng thời giúp cái cây của mình nó sẽ to hơn và nó sẽ bán được gỗ nhiều hơn. Mình tránh trường hợp phải nghỉ nhiều năm để mà mình trồng thiết kế cơ bản lại từ đầu. Đó, và cái thứ ba là sức khỏe của mình. Khi mình làm ban ngày thì sức khỏe mình đảm bảo hơn là so với mình làm ban đêm. Thì những cái lợi ích mà cái phương pháp cạo mì nhỏ nó mang tới cho khu vực của xã thầy của anh Thiết là đã được
triển khai đến năm thứ năm rồi và đã được mọi người là công nhận về cái hiệu quả đó, và những vùng như anh Thiết là đã triển khai gần như hết là bao nhiêu phần trăm anh nhỉ? Nó trên đó toàn bộ là những cây non thì mình chưa làm tới, nhưng mà toàn bộ là khoảng 80-90% là hầu như là đã làm hết rồi. Và mọi người có thái độ gì về cái phương pháp cạo nhỏ này, có cái nói chung ý kiến là gì? Mình đi tới cứ tầm khoảng từ 1 giờ đến 1 rưỡi là đi đến dãy của những người cạo này thì ai cũng mừng, ai cũng chào, bởi vì cái sản lượng của họ lúc nào cũng đều ổn định là cao, nên là người ta rất là vui. Mình cũng rất vui là mang được cái thu nhập về cho bà con trên cho mình á, bởi vì làm phương pháp này vừa khỏe người mà thu nhập của mọi người càng được tốt á, nên là mọi người rất là hài lòng về cái này. Như là cuối năm vừa rồi mình có lên và có chứng kiến là một cái ông cũng đúng trên rồi, tầm khoảng 75 tuổi, ông cụ Thắng là 75 tuổi, là ông cũng đã vác bình khí đi, mà bình khí là bình khí 4 lít nha. Bình khí 4 lít là 1 kg khí, anh em nào làm khí là biết là ông cụ cũng đã làm khí, và ông cụ cũng vẫn cạo bình thường. Và hai ông bà là có 360 cây thôi, nhưng mà lúc nào cũng 80-120 kg. Là đó. giúp cho những cái người lớn tuổi đạt được cái hiệu quả kinh tế, đảm bảo cái tuổi già của họ, và đồng thời là giúp những cái vườn cạo mà bắt đầu đục của những cái người già như vậy là tránh trường hợp họ phải thanh lý trồng lại, đảm bảo cái tài chính của họ cho đến nhiều năm nữa, cho đến đầu bạc răng long. Mọi người rất là vui khi mà mình tới thăm cái vườn của họ. Mà do cái là đi nhất là đi bán mủ mà gặp anh em làm khí là rất là vui. Bởi trời mưa gió khoác áo mưa vậy thôi, nhưng mà anh em là rất là vui vì mưa thế này mà vẫn có mủ bán, mà độ thì lúc nào cũng khoảng 34-35 là trời mưa, còn do mình khi một chút là kiểu gì mưa nó vào đó, đột cũng 1-2 độ là bình thường, nên là anh em rất là vui vì có thu nhập đều như vậy. Ngoài ra còn một vấn đề mà bà con hay thắc mắc và hay nghi ngại trong cái vấn đề áp khí, là cái vấn đề gỗ cái áp khí như thế nào, thì đây là anh Thiết là cái khu vực đã làm nhiều năm, thì anh có thể chia sẻ cái vấn đề mà có nhiều vườn cây mà họ áp khí một thời gian dài họ thanh lý, thì ở trên vùng anh là cái giá gỗ nó như thế nào và nó có khác biệt gì so với cây truyền thống không? Trên đó thì vừa rồi là có một chú là có 280 cây thôi, chú là hồi trước chú đục lên cao, nói chung là cao lắm rồi, cao khoảng hơn 2 mét rồi, nhưng mà chú làm thêm được 4 năm của cái áp khí này, chú nhiều lúc chú phải bắt thang bắt ghế nó đóng đắp chót là bình thường, và làm được 4 năm. Đến vừa rồi thì chú cắt thì mình lên mình hỏi về cái gỗ, về hỏi trực tiếp về cái người mà mua gỗ á, thì mình cũng để sẵn cả cái bì khí đó luôn, mình cũng chưa gỡ ra đó. Thì người ta kêu là cái đó là không quan trọng, bởi vì chỉ cần cây gỗ cây to cao đẹp là được. Họ chỉ sợ nhất là mà mình hỏi nói với em đó, là sợ nhất là cái cây nhỏ mà bị cạo phạm nhiều quá lòi hết gỗ ra trắng hết một mặt đó, là lúc đó người ta mới sợ, bởi vì cái lượng gỗ của nó rất ít. Còn khi như thế này nó liền hết rồi, mà khi cắt xuống thì gỗ trắng đẹp và ổn định, họ không nói gì hết, bởi vì cái đó là bình thường và sự phát triển bình thường của cây mà, nó không có sao cả, nên là người ta không có chê hay là bảo là than phiền về cái gỗ hoặc là cái nào, mà giá thì là tương đương nha. Cứ cây nào to thì người ta mua giá cao. Thì có những cái vùng làm lâu năm như khu vực Bình Thuận và cũng rất là nhiều vườn thanh lý, khi mà cái giá gỗ tăng hoặc là người ta bán đất thì là cái việc mà gỗ về áp khí là hoàn toàn bình thường so với gỗ truyền thống, và thậm chí là nó cao hơn giá hơn chút, tại vì cái gỗ, cái trọng lượng gỗ nó nặng hơn, cái tỷ trọng gỗ nặng hơn so với là gỗ cây cạo. Thì về vấn đề này, bà con khi mà bán gỗ về cái áp khí thì có thể lên những cái hội nhóm chuyên về gỗ mà đăng ở trên đó, thì rất nhiều người sẽ liên hệ và mua cho mình giá tốt, tránh trường hợp để cò đất địa phương họ lợi dụng cái vấn đề mà không hiểu biết của đúng bà rồi. Con mà để mà cố tình mà chèn ép giá và đưa những cái đội thương lái của họ cứ hay phiên nhau mà nói những điều không đúng, làm cho mọi người tin là sự thật và bán cái giá thấp. Thì mọi người có thể là liên hệ những cái số giống như anh Dũng có thể cung cấp cho mọi người, là những những cái người thu mua gỗ mà thu mua giá cao cho mình. Thì anh Đào đây là triển khai phương pháp khoan, và hiện nay là sau khi anh đã thực hành cái phương pháp cạo nhỏ và được anh Thiết chia sẻ và trao đổi, thì qua năm sau anh có tự tin triển khai phương pháp này cho bà con mà. Và cái lời anh Thiết đã giới thiệu và hướng dẫn thì tôi rất tự tin về cái phương pháp mà cạo miệng nhỏ này, thì cũng là một đại lý của công ty Vườn Thanh Xanh Tốt và đã được triển khai tại khu vực Thống Nhất, Bù Đăng, Bình Phước
thì cũng được thời gian cũng được khoảng 5 năm rồi. Thì qua thực tế tại vườn cây của nhà và đã làm của nhà, khi mà phương pháp khoan và phương pháp cạo đã thực hiện trên chính vườn cây của mình, thì rồi tôi đã tự tin cái vấn đề phương pháp cạo miệng nhỏ. Thì sắp tới, mùa vụ sắp tới thì tại khu vực này, xã Thống Nhất này cũng ai đã tin tưởng cái phương pháp này và muốn thử thì hãy liên hệ với tôi để tôi có đến trực tiếp cái vườn của mình để hướng dẫn, và sẽ khi nào bà con làm thành công thì khi đó thì cũng sẽ tin tưởng như tôi tin tưởng lúc này. Thì hiện nay là cái trình độ kỹ thuật của anh Quang là đã đủ đạt được cái chứng nhận để mà thực hiện cái phương pháp này, để giới thiệu cho mọi người và để hướng dẫn mọi người sử dụng đúng cái phương pháp cạo miệng nhỏ, tránh trường hợp là KH sai làm cho cây nó quá sức đó. Thì ngoài ra cái phương pháp cạo miệng nhỏ này nó còn có một cái tác dụng nữa là giúp cho những cái vườn cây bị khô miệng, tỷ lệ khô miệng quá nhiều do bôi thuốc bôi miệng cạo, hoặc là do che mưa không tốt, hoặc do điều kiện thời tiết, hoặc là do giống cây, nó làm cho tình trạng khô miệng quá nhiều. Thì khi mà áp dụng cái phương pháp áp khí cạo miệng nhỏ thì nó lại giúp cho mọi người tránh được cái tình trạng khô miệng, và những cái miệng khô từ từ nó hồi phục lại. Thì anh Thiết đã làm 4 năm, bước qua năm thứ 5 thì anh có thể chia sẻ về những cái cây khô miệng nó sẽ đạt hiệu quả như thế nào khi mà anh áp dụng cái phương pháp này. Cái phần cây khô miệng á là nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á là khô không thể phục hồi và khô có phục hồi được. Thứ nhất là khô hầu như là không phục hồi được thì mình chỉ có độ khoảng được 70% là thành công. Bởi vì khi đó là mình sẽ lấy con dao hoặc là lấy bất cứ thứ gì, mình sẽ thăm dò những cái tuyến mủ của cây. Những cái chỗ nào, ví dụ như là những cái chỗ góc đây, nó có tuyến mủ chẳng hạn, thì mình sẽ đóng khí ở dưới đây và bắt đầu mình sẽ cạo dần dần. Khi mà được tháng thứ nhất đến tháng thứ hai thì bắt đầu là cái tuyến mủ này dần dần nó sẽ lan ra. Nó sẽ lan rộng ra, nó sẽ phục hồi dần dần. Nhưng mà mình sẽ bắt buộc mình phải cạo thưa ra, chứ không phải được là cứ thấy có mủ là mình cạo. Đôi khi nó chỉ bằng cái ống mủ, nó chỉ bằng móng tay thôi, nó ra đầy cái tô này cũng có. Nhưng mình không nên nạm rộng nó quá, mà mình sẽ để cho cây nó có thời gian nó nghỉ, nó phục hồi, nó từ từ nó mới lan rộng ra. Lúc đó mình sẽ đi cạo đi 6 đến 7 chẳng hạn. Khí thì mình cứ đóng vào, mình cứ đóng ít thôi, mình cứ bơm khoảng 30 hoặc 40 là mình cứ đóng vào đó. Nhưng mà lâu lâu mình mới cạo một lần để cho mủ nó ra, chứ nhiều khi bà con mà thấy lượng mủ có một tí là mình cạo một cái ra đầy chén, cái đầu cái nửa sau hôm sau mình đi mình lại cạo tiếp, nó cũng ra đầy chén thôi, nhưng mà nó khoảng 5-6 dao là từ từ nó sẽ hết. Nhưng mà mình sẽ để thưa dần dần nó ra thì để cho thời gian hồi phục thì nó mới lan rộng ra, lan rộng ra thì mình mới thu hoạch được lâu dài. Thì nó lan rộng ra bao nhiêu phần trăm là mình mới bắt đầu cạo như bình thường? Khi mà nó lan rộng từ 7 đến 10 phân là bắt đầu mình sẽ cạo giống như bình thường. Đó, từ 7 đến 10 phân cạo sẽ cạo giống như bình thường, nhưng mà mình cạo trong vòng độ khoảng một lần bơm khí thôi. Sau đó là bắt đầu mình sẽ thăm dò những chỗ khác. Đó, mình thăm dò những cái chỗ khác, bắt đầu là mình sẽ nuôi lại cái chỗ này được rồi á, là mình sẽ để im, không có cạo đến nó nữa, để năm sau mình mới cạo. Bắt đầu mình lại thăm dò những cây khác, thăm dò những chỗ khác. Khi mà nó được, ví dụ như chỗ này nó được một nắng nữa, mình lại làm tiếp tục y như vậy. Khi mà nó lan rộng ra từ 7 đến 10 phân là bắt đầu mình thôi, mình để nuôi. Bắt đầu từ qua năm sau trở đi là bắt đầu hai chỗ này mình đã nuôi được rồi, là bắt đầu mình sẽ cạo giống như bình thường, là cứ một tháng nọ một tháng kia, là khi đó nó sẽ ra rất là ổn định đều một năm, mà sẽ nó không bị khô lại nữa. Còn lại nửa bên đây, nếu mà nó không thể phục hồi lại nữa thì mình chịu rồi, bởi vì nó là vung hết rồi. Có nghĩa nếu là nó không còn tuyến mủ là mình sẽ không có không cách có nào tuyến để... mủ là không có cách nào hồi phục được. Nhưng mà chỉ cần có một tuyến mủ nhỏ thôi là bắt đầu mình sẽ dựa vào đó để mình nuôi cái ống mủ đó lan rộng ra là nó sẽ được, là nó sẽ thành công. Khi mà đó là nếu mà nuôi được như vậy nó sẽ thành công khoảng từ 70-80%. Chứ không phải là nuôi 100% là thành công được. Chỉ 70-80% thôi. Ví dụ một vườn của cây mình 500 cây mà nó bị thối miệng khoảng 50 cây chẳng hạn, khi đó mình sẽ nuôi được khoảng 40 cây, còn 10 cây đó là hầu như 10 cây kia là cái tỷ lệ của nó là không phục hồi được, bởi vì nó quá nặng. Thì khi đó thì mình đã nuôi được thêm 40 cây nữa là sản lượng của mình tăng rồi, như thế là đã quá thành công rồi. Còn nếu mà 10 cây đó đi là cái tuyến da dưới là nó bị mất tuyến mủ hoàn toàn rồi, thì mình có thể khai thác được trên cao. Nếu mà mình lấy con dao mình chọc lên, thường thường nó sẽ có một tuyến mủ ở trên cao, nhưng mà lúc đó là khi mà nó lẻ 10 cây ấy, hầu như người ta sẽ không khai thác. Bởi vì nó lẻ quá nên là đôi khi mình đang cạo dao ngắn, không lẽ mình vác có 10 cây mình mang con dao dài đi mình cạo con chút ra này, nên là hầu như người ta không cạo. Còn nếu mà ai mà làm siêng cạo được á thì lên hẳn cao luôn,
lên hẳn cao luôn, đóng khí trên đó, cạo 7-10 phân, mổ rất là nhiều, à. Mổ cực kỳ nhiều luôn, bao nhiêu luôn. Nhưng mà cái đó là thừa, cơ bản nó sẽ rất là tốn công. Tại vì có những cái vườn mà họ thuê bông đi, thì họ sẽ tận dụng hết mọi cái vị trí, tại vì họ bỏ tiền ra mà. Đúng nên rồi. Họ sẽ không có ngại về vấn đề công cán để mà họ cạo trên cao. Nếu vậy thì quá tuyệt vời luôn. Nếu vậy thì chỉ cần mình canh chỗ nào có tiết mủ là mình đóng khí vào chỗ đó. Nhưng phải đóng khí những cái cây đó là bắt buộc phải đóng vào những chỗ có tiết mủ thì cây nó mới hấp thụ được. Chứ còn nếu mình đóng ở dưới tháp đây mà cái chỗ này nó khô rồi thì mình đóng vào giống như đóng vào cái gỗ khô thì nó không thể nào hấp thụ được cây khí vô cây. Nên là nó không có tác dụng đâu. Mình phải chịu khó bắt thang hoặc là đứng nghe trên cái ghế. Mình đóng nó vào trong đó thì khí nó mới hấp thụ vào trong cái ống mủ, tiến mủ để nó nuôi cây thì nó mới ra mủ được. Thì anh theo anh Thiết chia sẻ thì rõ ràng cái phương pháp khí nó sẽ giúp được cái những cái cây khô miệng có thể phục hồi trở lại và cung cấp cho mình cái lượng mủ là tốt. Vườn xanh tốt sẽ có những cái bộ áp khí nó phù hợp để mà nó lấy cho những cái vườn mà đang cạo mà khắc phục cho cây khô miệng, và đồng thời là có những cái dạng bình khí mini có thể giúp chủ vườn bơm một cách rất là mang đi rất là nhẹ nhàng mà bơm một cách rất là tiện lợi để mà đảm bảo được cái thứ nhất về năng suất, thứ hai về cái công cán, thứ ba là giúp cho vườn mình nó tăng được cái sản lượng mà nó mang cái lại cái giá trị kinh tế. Thì mọi người ở Thống Nhất có nhu cầu về cái phương pháp cạo nhỏ và khoan thì có thể liên lạc anh Quang theo số điện thoại anh có thể chia sẻ mà. Mọi người có nếu có muốn sử dụng cái phương pháp áp khí và khoan hay cạo bằng nhỏ thì liên hệ với mình theo số điện thoại 0985 248 468. Mình địa chỉ thôn 9 Thống Nhất, Bù Đăng, Bình Phước. Vâng, xin cảm ơn. Xin cảm ơn mọi người và đã theo dõi cái buổi chia sẻ hôm nay, và cảm ơn anh Thiết đã từ xa thầy công tâm xuống để mà chia sẻ kinh nghiệm cạo bằng nhỏ cho những anh em đại lý làm áp khí bên vườn xanh tốt. Chúc cho mọi người sức khỏe và mùa vụ mới thành đạt thành công. Cảm ơn.